Chào các em, thầy tên Phan Văn Quang, đến từ trường Trung học cơ sở Hùng Vương. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kiến thức bài học tiếp theo của chương trình Sinh học 8. Trước khi vào tiết học, các em chuẩn bị dụng cụ. Sách giáo khoa Sinh học 8, tập chép bài sinh học, giấy A4 hoặc giấy đôi, giấy tập, bút viết, bút chì, bút màu, gom để vẽ sơ đồ tư duy, tóm tắt nội dung kiến thức mà các em đã học. Khi theo dõi bài giảng, các em cần lưu ý nội dung trọng tâm mỗi chương, bài học được thầy tóm tắt lại dưới dạng liệt kê hoặc sơ đồ tư duy. Các em hãy bấm dừng ở mỗi slide, mỗi chương để trả lời câu hỏi, kiểm tra lại việc nắm kiến thức của mình và hệ thống lại hệ thống kiến thức bằng cách vẽ sơ đồ tư duy. Chúng ta tiếp tục nội dung ôn tập cuối kỳ 1. Chương 4. Hô hấp. Các em kiểm tra, củng cố kiến thức ở các bài sau. Bài 20, hô hấp và các cơ quan hô hấp. Bài 21, hoạt động hô hấp. Bài 22, vệ sinh hô hấp. Bài 20, hô hấp và các cơ quan hô hấp. Trong nội dung bài này, các em phải nêu được khái niệm hô hấp. Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào? Xác định được các cơ quan trong hệ hô hấp của người. Các em xem lại hình 20.1, sơ đồ các giai đoạn chủ yếu của quá trình hô hấp. Cho biết khái niệm hô hấp. Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào? Các em xem hình sơ đồ cấu tạo hệ hô hấp của người. Cho biết các cơ quan trong hệ hô hấp của người. Cơ quan nào là quan trọng nhất? Tại sao? Bài 21. Hoạt động hô hấp. Hoạt động hô hấp gồm 3 giai đoạn: sự thở, sự trao đổi khí ở phổi và sự trao đổi khí ở tế bào. Các em cho biết sự thở được thực hiện như thế nào? Sự trao đổi khí ở phổi diễn ra như thế nào? Sự trao đổi khí ở tế bào diễn ra như thế nào? Hệ hô hấp có nhiệm vụ lấy oxy cần thiết cho cơ thể để thực hiện các hoạt động sống, đồng thời thải khí carbonic độc hại ra khỏi cơ thể. Thiếu oxy, chúng ta không thể sống được. Vì vậy, chúng ta cần lưu ý vệ sinh hệ hô hấp. 1. Các em xác định các tác nhân gây hại cho hệ hô hấp. 2. Các em đề ra các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp. Bây giờ, các em vẽ sơ đồ tư duy, hệ thống lại kiến thức chương 4, hô hấp. Chương 5. Tiêu hóa.
chúng ta kiểm tra củng cố kiến thức chương tiêu hóa qua các bài sau. Bài 24, tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Bài 25, tiêu hóa ở khoang miệng. Bài 27, tiêu hóa ở dạ dày. Bài 28, tiêu hóa ở ruột non. Bài 29, hấp thu chất dinh dưỡng và thải phân. Bài 30, vệ sinh tiêu hóa. Bài 24, tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Trong nội dung bài này, các em kiểm tra, củng cố lại những kiến thức sau. 1. Khái niệm tiêu hóa. 2. Quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động nào? 3. Quan sát sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hóa của người. Các em xác định các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa. 25. Tiêu hóa ở khoang miệng. Nhờ hoạt động ăn và uống, thức ăn được đưa vào khoang miệng. Hoạt động tiêu hóa ở khoang miệng diễn ra như thế nào? Các em trả lời câu hỏi. 1. Cấu tạo khoang miệng phù hợp chức năng tiêu hóa thức ăn như thế nào? 2. Trình bày quá trình tiêu hóa ở khoang miệng. Câu 1. Cấu tạo khoang miệng phù hợp chức năng tiêu hóa thức ăn như thế nào? Câu 2. Trình bày quá trình tiêu hóa ở khoang miệng. Kết thúc quá trình tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng, thức ăn được biến đổi thành một khối mềm, nhuyễn, thấm đẫm nước bọt và dễ nuốt, sẽ được nuốt qua họng, thực quản đến dạ dày. Hoạt động tiêu hóa thức ăn ở dạ dày diễn ra như thế nào? Bài 27. Tiêu hóa ở dạ dày. Để tìm hiểu hoạt động tiêu hóa ở dạ dày diễn ra như thế nào, các em trả lời các câu hỏi sau. 1. Cấu tạo dạ dày phù hợp chức năng tiêu hóa thức ăn như thế nào? 2. Trình bày quá trình tiêu hóa ở dạ dày. Câu 1. Cấu tạo dạ dày phù hợp chức năng tiêu hóa thức ăn như thế nào? Câu 2. Trình bày quá trình tiêu hóa ở dạ dày. Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non. Kết thúc quá trình tiêu hóa ở dạ dày, thức ăn được biến đổi thành một khối nhuyễn và có tính axit, có tác dụng làm mở môn vị dạ dày. Từng đợt thức ăn được đẩy xuống ruột non. Hoạt động tiêu hóa thức ăn ở ruột non diễn ra như thế nào? Các em trả lời câu hỏi. 1. Cấu tạo ruột non phù hợp chức năng tiêu hóa thức ăn như thế nào? 2. Trình bày quá trình tiêu hóa ở ruột non. Câu 1. Cấu tạo ruột non phù hợp chức năng tiêu hóa thức ăn như thế nào? Câu 2. Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở ruột non. Kết quả quá trình tiêu hóa thức ăn ở ruột non. Thức ăn được biến đổi thành khối chất lỏng, khối chất dinh dưỡng và được hấp thu qua niêm mạc ruột non vào máu. Bài 29. Hấp
thu chất dinh dưỡng và thải phân. Các em trả lời câu hỏi: cấu tạo ruột non phù hợp chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng như thế nào? Con đường vận chuyển hấp thụ các chất dinh dưỡng và vai trò của gan. Câu 1. Cấu tạo ruột non phù hợp chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng như thế nào? Các chất dinh dưỡng được hấp thụ được vận chuyển về tim theo những con đường nào? Cho biết vai trò của gan trong việc hấp thụ chất dinh dưỡng. Bài 30. Vệ sinh tiêu hóa. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để chúng ta thực hiện các hoạt động sống. Các em trả lời câu hỏi. 1. Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa. 2. Nêu các biện pháp vệ sinh hệ tiêu hóa. Các em xem hình. Để bảo vệ hệ tiêu hóa, hoạt động này nên làm hay không nên làm? Các em xem hình. Để bảo vệ hệ tiêu hóa, hoạt động này nên làm hay không nên làm? Các em vẽ sơ đồ tư duy hệ thống lại kiến thức chương 5 tiêu hóa. Sau khi xem tóm tắt nội dung trọng tâm từng chương, em thấy việc nắm kiến thức của mình như thế nào? Các em hãy hoàn chỉnh kiến thức của mình để làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt. Chúc các em đạt được kết quả trong học tập.